Hi, xin chào các bạn sẽ dành thời gian buổi trưa để bắt đầu học từ vựng nhé. Mình cứ nên nhớ là mình có khoảng từ 3.000 đến 5.000 từ, 3.000 đến 5.000 từ, đó chỉ tầm khoảng 6 đến 8 tháng bạn duy trì đều, bạn đã nói được tiếng Anh trôi chảy, nên cố gắng mỗi ngày một xíu 3 5.000 từ thì cứ thành là buổi trưa, buổi sáng, buổi tối mình học nha. Hôm nay chủ đề chúng ta học về clothes là quần áo, clothes từ vựng là quần áo. Đầu tiên mình học nha, jacket, jacket, j, j. Jacket, 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 okay. Jacket, nào, áo khoác, jacket, okay. T-shirt, t-shirt, shirt, t-shirt, t-shirt, mình gọi nhớ chữ môi nhá, t-shirt, 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 nào, phông, t-shirt, nào, phông, okay. Trousers, trousers, jeans, nhớ là cái gì mà có hai ống quần, có gì hai ống thì phải luôn có S ở cuối. Đó là trousers, là quần Âu. Trousers, trousers, quần Âu. Trousers, good. Shoes, shoes, cũng có hai cái giày đúng không ạ? Vậy nào, shoes, shoes. Jeans, j, jeans, jeans, là quần bò. Jeans, jeans, là quần bò. Được. Hat, à đẹp nha. À, hat, hat. Cái mũ, hat, cái mũ, hat. Skirt, 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 skirt là cái chân váy, skirt. Top, top, top là cái áo, con gái biểu áo ấy, top, top. Boots, 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 cái ủng. À, gọi là ví dụ như con gái này, gọi là cái bốt á, boots, 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 okay. Mình ở Việt Nam gọi là bốt hoặc là boots, okay. Jets, j, jets, 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 jets là cái váy, jets, jets là cái váy nha, okay. Jets, good. Suit, 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 suit là cái bộ quan lê, suit, s u i t, suit là bộ quan lê, suit, right. Tie, tie cái cà vạt, t i e, tie, tie cà vạt nha, tie cà vạt, okay. Trainers, 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 trainer là huấn luyện viên, còn trainers là giày, giày thể thao, khác với shoes đây là giày thể thao nha, trainers, t r a i n e r s, trainers, giày thể thao, trainers, giày thể thao. Đấy là những cái từ vựng về quần áo, bây giờ mình học các từ vựng ngoài này cái phần đấy nha. Reception, 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 r e c e p t i o n, reception, reception là quầy lễ tân, reception quầy lễ tân, người là is mà, receptionist, receptionist là nhân viên quầy lễ tân. Receptionist, okay. Receptionist là nhân viên của lễ tân. Okay. Mình có học từ nữa nào. Fiesta time, fiesta time, F-I-E-S-T-A, fiesta time, fiesta time. Fiesta time là cái lễ hội của bên nước ngoài, thường là của Tây Ban Nha. Fiesta time nghĩa là mọi người đi ra đường mặc trang phục. Fiesta time. Carnival, carnival, C-A-R-I-N-I. VAL, carnival cũng là lễ hội, carnival, carnival cũng là lễ hội. Vậy photograph, photograph, photo là bức ảnh, photograph là cũng là bức ảnh, bức ảnh bé, gọi là photograph, graph nhâm F nha, graph, graph, photo dễ hơn đúng không ạ, graph, G R A G H, graph, photograph, okay. Tradition, 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 truyền thống, tradition, truyền thống, tradition, tradition, truyền thống, các từ đều có ở bên dưới, các bạn có thể nhìn cái comment bên dưới mình sẽ nhìn thấy nào. Tradition, tradition, truyền thống. Traditional clothes, traditional clothes là trang phục truyền thống. Traditional clothes là trang phục, nó cũng tương đồng với lại costume, costume, costume là trang phục truyền thống hay trang phục hóa trang trong lễ hội đó. Uniform, uniform, uniform là đồng phục, đồng phục ở trường, đồng phục ở cảnh sát. Uniform, okay. Enjoy,
enjoy, enjoy, enjoy là thích thú, thích, cao hứng. Right. Enjoy, dance, dance là nhảy múa, dance, dancing, enjoying and dancing. Enjoying the sunshine, sunshine là ánh nắng mặt trời, sunshine, enjoying the sunshine. University student, university student, university, university là trường đại học, student là sinh viên. University students là sinh viên trường đại học. Okay. Kimono, 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 kimono là trang phục của Nhật được mặc vào ngày Adults Day, Adults Day, Adults Day là ngày trưởng thành, nghĩa là 18 tuổi thì mặc cái kimono để chứng minh là mình cô gái trưởng thành. Adults Day, Adults Day là ngày lễ trưởng thành. Right. Parasol, parasol, P R P A R I S O L, parasol, parasol là cái ô mà ô truyền thống của người Nhật. Parasol, ô bình thường là umbrella đúng không nào? Cái này là parasol, parasol. Hold, hold, H O L D, hold, hold, hold là giữ cầm. I'm holding a parasol là cầm. Vậy, vậy đây là các từ mình cùng đọc lại một lần nhé. Jacket, T-shirt, trousers, shoes, hat, top, skirt, boots, dress, shoes, tie, trainers, jeans, reception, receptionist, fiestatum, photograph, tradition, traditional clothes, uniform, dance, dance, enjoy, university student, carnival, kimono, adults day, parasol, have a great time, have a great time, chúc các bạn vui vẻ, have a great time, bye, bye.